Sau đây là các bước hướng dẫn cài đặt phần mềm CV để lập trình C dành cho người mới nhập môn căn bản môn lập trình. Mình vào Google tìm kiếm với từ khóa là CV. Trong các link hiện ra thì ta tìm ở trang chủ của nó là ở trang program ạ. Hiện tại phiên bản đang demo cho các bạn xem là phiên bản CV 5.0 Professional. Ta nhấp vào Local Download để tải trực tiếp từ chính trang web của nó. Giới thiệu sơ qua một chút về Compiler. Compiler là gì? Nó là một cái trình biên dịch từ mã nguồn của các bạn để mà sau khi mình biên dịch ra compile, mình nhấn run debug thì nó sẽ chuyển thành cái mã máy thực thi chương trình vậy thôi. Nếu xài Visual Studio thì ta có nhiều cái ta có sử dụng cái compiler của Microsoft cung cấp. Còn đây là cái compiler dạng mã nguồn mở. Sau khi tải về ta nhấn vào open để mở run để cài đặt. Rồi chạy thử chương trình. Demo là nó có sẵn một số file minh họa để cho mình coi trước nè. File đuôi chấm C là dành cho chương trình C, ngôn ngữ C cổ điển. CPP là ngôn ngữ C cộng cộng nè. Mình nhấp đôi giờ để mơ thử. Rồi, với giao diện như vậy thì cách chạy thực thi code là sao? Có hai cách, mình vào build, nhấn run để chạy code lên thực thi chương trình hoặc là nhấp vào cái nút này. Make and run. Run. Báo lỗi. Do cái hàm void main là ta sẽ chuyển thành cái hàm in main. Với phương thức in thì ta phải trả về, phải có cái hàm return, ở đây là return 0. Save lại. Build. Chương trình xuất ra được câu vào. Nghĩa là quá trình compile thành công. À, mình dùng cách 2 là đây, nhấp vô đây. Cũng ra chương trình luôn, là phím tắt thôi. Hoặc mình có thể gặp trình xong, mình nhấn phím F5. Chạy chương trình. Rồi. Phần mềm cài hướng dẫn ở đây là kết thúc.